Thì sĩ Ngọc Lê Ninh vui mừng vì sức hấp dẫn của Sóng Yêu. Sau khi sao Mai Bùi Thu Huyền cho ra mắt album Sóng Yêu và MV cùng tên, các nghệ sĩ khác như Thu Sang, Thanh Thủy, Tịnh Uyên cũng hào hứng thực hiện MV ca khúc Sóng Yêu được Ngọc Lê Ninh phổ nhạc từ chính bài thơ do anh sáng tác. Thông tin này được Ngọc Lê Ninh vui mừng chia sẻ. Với anh, đây không chỉ là thành công của một ca khúc do chính anh thai nghén, chăm bẵm từ lúc là ngôn từ đến khi chắp cánh thổi hồn thêm giai điệu của âm nhạc, mà còn cho thấy sức hấp dẫn từ tác phẩm âm nhạc đầy chất thơ tự sự. Ngọc Lê Ninh cho biết Sóng Yêu là ca khúc do chính anh phổ nhạc từ bài thơ Mùa Yêu của chính tác giả viết tại Hà Nội ngày 28 tháng 2 năm 2023 và soạn nhạc tại thành phố Huế vào chiều mùng 5 tháng 3 năm 2023. Ca khúc Sóng Yêu viết về một tình yêu đẹp và kết thúc có hậu. Mỗi MV của các ca sĩ lại mang một màu sắc khác nhau đem đến sự đa dạng, phong phú cho ca khúc cũng như sự lựa chọn cho người nghe. Nếu Bùi Thu Huyền là sự ngọt ngào, sâu lắng của giọng dân ca ngọt ngào thì Thu Sang lại mang đến giọng điệu mượt mà, tình tứ, trẻ trung, đầy đáng yêu. Nếu Thanh Thủy, ca sĩ tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, có chút trong sáng, thơ ngây thì ở Tịnh Uyên lại mang vẻ thâm trầm, sâu lắng, đầy nội tâm của một người gốc Huế với MV đẹp như mơ. Tất thảy đều thể hiện những cảm xúc rung động của tình yêu như những con sóng, khi ồn ào lúc dịu êm, khi tha thiết khi day dứt, lúc thủ thỉ tâm tình, lúc hờn dỗi. Tự chung lại, tình yêu ấy lúc nào cũng dạt dào, tràn trề như sóng vỗ bờ. Thu Sang là ca sĩ trẻ, xinh đẹp, tài năng, có giọng hát đặc biệt. Cô đã từng đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát Sao Mai tỉnh Hòa Bình, tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2017 và trở thành ca sĩ hát chuyên nghiệp tại các phòng trà, sân khấu, được nhiều khán giả yêu thích. Dòng nhạc cô hát được nhiều người mến mộ là nhạc Trịnh, nhạc Phú Quang, nhạc xưa và một số dòng nhạc khác. Thu Sang cũng là người thể hiện nhiều ca khúc của Ngọc Lê Ninh nhất. Có thể kể đến những bài hát được nhiều người yêu thích như Mùa Mất Nhau, Hồn Gió, Chưa Thể Đặt Tên, Lá Thu, Khúc Nhạc Xuân, Xuân Núi. Với Sóng Yêu lần này cô lại thể hiện một giọng Huế rất tình cảm và rất Huế thương. Đáng chú ý, ca sĩ Sao Mai, tiến sĩ, giảng viên thanh nhạc Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên cũng trở lại làm sao động người nghe bởi ca khúc rất tình tứ này. Tịnh Uyên là người gốc Huế, hiện công tác tại Đại học Đà Nẵng. Rất xúc động khi bài hát được phổ nhạc tại quê hương của cô nên thể hiện ca khúc bằng nhiều tầng bậc cảm xúc khác nhau. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên phụ trách các môn thực hành biểu diễn âm nhạc, là một trong những gương mặt tiêu biểu trong biểu diễn âm nhạc ở khu vực cũng như toàn quốc. Tịnh Uyên đã đạt được nhiều giải thưởng tại Huế, giải ba Sao Mai toàn quốc dòng nhạc nhẹ. Cô cũng được biết đến như là một giọng ca đầy dấu ấn trong dòng nhạc Trịnh, các bài hát tự sáng tác hay những ca khúc về quê hương, đất nước. Đến với Sóng Yêu, Tịnh Uyên cho thấy màu sắc đa dạng, phong phú trong phong cách biểu diễn âm nhạc của mình để phục vụ được khán giả nhiều hơn nữa.